Học viện Liên Quân, tập 172. Nhiều năm về sau. Thưa quý tòa, thân chủ của tôi có dấu hiệu của việc tâm thần không ổn định, cho nên lúc xảy ra vụ việc, tâm trí của thân chủ tôi không bình thường, cho nên mới vô tình gây ra cái chết cho đàn dân. Với một người thần kinh không bình thường, sao có thể kết tội là giết người được chứ? Với lại, người có vấn đề về thần kinh chỉ có thể mất bình tĩnh khi có ai đó kích thích tới họ. Biết đâu nạn nhân lúc đó đã chọc ghẹo đến thân chủ của tôi, nên mới khiến thân chủ của tôi mất kiểm soát. Tôi phản đối thưa quý tòa. Luật sư của bị cáo nói thân chủ của anh ta có vấn đề về thần kinh. Vậy thì mời quý tòa xem qua hồ sơ bệnh án của bị cáo trong những năm gần đây. Theo như kết quả khám sức khỏe gần nhất thì bị cáo hoàn toàn bình thường và không có dấu hiệu gì của bệnh tâm thần. Luật sư của bị cáo, anh đang cố tình đổi trắng thay đen. Anh muốn đổ mọi tội lỗi lên đầu nạn nhân đúng chứ? Tôi có thể kiện anh tội vu khống nếu như anh không đưa ra được bằng chứng thuyết phục. Sao cô ta lại có bệnh án của tôi? Chắc chắn bệnh án đó là giả. Đối với một luật sư như tôi, tay không lấy được bệnh án này là một điều không thể. Nhưng may thay bạn của tôi lại chính là bác sĩ khám trực tiếp cho ông, cho nên hồ sơ bệnh án này không giả được đâu. Căn cứ vào những cáo buộc cùng với bằng chứng và lời khai đến từ nhân chứng, tòa kết luận bị cáo là thủ phạm gây ra cái chết cho nạn nhân. Tòa tuyên án tử hình. Chúc mừng cô, luật sư Alex, cô rất giỏi. Quá khen, không phải tôi giỏi đâu, mà là tôi tin chính nghĩa sẽ luôn chiến thắng. Hẹn gặp lại cô trong một ngày không xa, tôi nhất định sẽ đánh bại cô. Hy vọng sẽ gặp lại, nhưng mà đánh bại tôi thì còn kém lắm. Em giỏi quá Alex à. Em nhớ là anh đi công tác Dubai tuần sau mới về mà. Anh đã xử lý xong hết chuyện ở chi nhánh bên Dubai, rồi tranh thủ về đây. Cuối tuần này còn một dịp quan trọng nữa, anh đâu thể để em đi một mình được. Ờ ha, em bận làm quá, xém quên luôn. Bác sĩ chứng khoa đẹp trai quá à. Hình như chưa có bạn gái thì phải. Đúng rồi, chưa có bạn gái nhưng mà... Vậy là em có cơ hội vậy. Bé ơi đừng. Hôm nay em sẽ tỏ tình với trưởng khoa. Em đi đây. Đúng là tấm chiếu mới. Nó y chang bà hồi mới đến bệnh viện để thực tập đó chi. Để tao lại tao ngăn cản nó. Thôi, để cho nó nếm trải sự đời đi cho nó trưởng thành. Trưởng khoa ơi. Trưởng khoa. Có người tới, mau trốn đi. Trưởng khoa ơi, anh có ở trong đó không ạ? Trốn ở đâu bây giờ? Chui vào thùng rác đi. Bộ em bị điên hả? Ngồi yên dưới đó đi, đừng nói gì hết. Có việc gì không? À, trưởng khoa làm gì mà mồ hôi với áo sọc sạch thế ạ? Tôi đang thay áo để đi khám cho bệnh nhân thôi. Mà ai cho phép cô tự ý vào phòng của tôi thế? Em có gọi mà không thấy ai trả lời. Em sợ trưởng khoa gặp chuyện gì á. Được rồi, tôi ổn. Cô đi ra ngoài đi. Trưởng khoa, em có điều này muốn nói. Ừ, nói đi. Em thích trưởng khoa. Ừ, tôi cũng vậy. Ấy, đau. Trưởng khoa cũng thích em sao? Tôi cũng giống em, tôi cũng thích tôi nữa. Ý em là em thích theo kiểu nam nữ á, chứ không phải là thích kiểu hâm mộ anh đâu. Xin lỗi nhưng... Đây là bộ của anh, con bánh bèo kia. Tính cướp bộ của anh hả? Không có cửa đâu nha. Ủa? Ai đấy? Sao lại chui từ dưới thành bà lên vậy? Đây là bệnh nhân. À, là đối tác. Cái gì? À, là bạn. Nóng rồi đó nha. Có đem theo xăng đó. Đây là bạn trai của tôi. Hóa ra trưởng khoa là con gái hả? Tao tát vào trong mặt mày bây giờ. Con mắt của mày không phân biệt được giới tính hả? Cô bị điên hả? Tôi là đàn ông, làm con gái là ước mơ của tôi thôi. Mà tóm lại là tôi không có cảm giác với mấy đứa con gái. Tôi chỉ thích con trai mà thôi. Cho nên con hãy bỏ cái ý định thích tôi đi. Trời ơi, mới bước ra đời chưa yêu ai hết trơn. Lỡ yêu anh mà bây giờ anh cả thôi. Khóc thì đi ra ngoài. Định đứng đây ăn dạ hả? Nhanh lên, bỏ ra ngoài đi. Để tụi tôi còn ăn chuối với nhau nữa. Đang ăn dở dang thì cô vào làm phiền. Ăn chuối? Ăn chuối là ăn cái quả chuối kìa, thấy không? Trên bàn nguyên một nải đó. Không có phải như cô nghĩ đâu. Em biết rồi, lớn cả rồi, có gì đâu mà ngại. Uầy, làm gì đó? Phá cửa. Không phá có được không? Không phá thì anh mở cửa giùm tôi à? Để tôi mở giúp cô. Ây da, vậy anh mở giùm tôi đi. Tôi lỡ mất chìa khóa rồi nên tôi không mở được. Yên tâm đi, cần gì phá cửa chứ. Có tôi là thợ bẻ khóa chuyên nghiệp chứ ở đây rồi. Ây da, mở được rồi. Dìa, bao nhiêu tiền vậy đó hả? Ây da,
thấy cô đẹp gái quá trời nên là tôi miễn phí luôn đó. Ai da, thật là ngại quá đi. Ủa ai da, không có gì đâu. Thôi tôi phải vào nhà đây, tạm biệt anh. Đi đi lẹ đi. Ê, đi đâu đó? Đi về. Không đi về có được không? Không về là về người ta đập chết mẹ tôi luôn đó. Ê ê ê, đi lẹ dữ vậy ta? Nhà cổ ở đây mà. Cổ kêu đi về là đi đâu chứ hả? Sao hôm nay cứ có cảm giác có chuyện không lành. Ê, làm gì đó? Ê cái thằng cha mày, suốt ngày mày coi ba cái châu tinh trì đó đi. Ủa, mẹ đi chợ mới về hả? Chứ không lẽ tao đi cướp ngân hàng về, rồi mày ở nhà mày trông tiệm rồi mày có coi nhà cho tao không thế? Còn có chừng sáng giờ mà mẹ. Với lại mẹ khóa cửa rồi ai vô được đâu. Để tao vô nhà tao nấu cơm, kêu cái thằng Zip nữa, lát mày nấu xong rồi hai đứa bay lên đây ăn. Nó đi thu gom đồ gì đó, có về đâu. Tranh thủ gọi nó về đi, mẹ lên nhà trước đây. Trời đất ơi. Gì vậy mẹ? Đồ đạc đâu hết rồi? Mày trong nhà cửa gì mà để trộm nó phá khóa nó vô nó bứng hết đồ đi vậy? Sao con biết được, ngồi trong tiệm có thấy ai đâu. Cũng mà khoan đã, đây là nhà mình hả? Mày bị mất nhận thức à? Đây không phải nhà mình thì nhà ai? Chết rồi, hồi nãy có con nhỏ kia nó phá cửa, nó kêu mất chìa khóa, con tưởng đâu có nhà của nó. Quan bẻ khóa giùm nó. Tao cho mày đi học bẻ ổ khóa, tao mở tiệm cho mày để mày làm mày kiếm tiền, chứ không phải cho mày học để về mày mở khóa nhà mình rồi cho trộm nó vào nó lấy đồ nhà mình đâu nhá. Có chuyện gì mà mỹ vậy? Ờ, đục đục gia đình. Cái nhà này nghèo là cũng nhờ có mày á. Không lẽ giờ tao báo công an cho nó xuống nó bắt mày? Đồ gần thằng này nữa, mày đi đâu mà bây giờ mày mới về? Chở một đống đồ như thế này. Bữa con chỉ điểm cho mấy thằng đệ đi chôm đồ, vừa chôm xong nó chở qua nó bán cho con liền nên là con chở về đây nè. Ê, toàn đồ tốt không nè. Ê, cái này nhà mình cũng có nè mà. Ở cái này nữa nè. Ừ, ở cái này luôn. Nè nè nè, cái này cũng giống y hệt nhà mình luôn nè. Nhà nào mà xài đồ y chang nhà mình vậy ta? Cái chỗ mớp cũng y chang luôn. Này, cháu chỉ điểm cho tụi nó nhà nào vậy? Con rành cái địa bàn khu này nên là con chỉ tụi nó vô cái nhà này nè, gần sát tiệm mình luôn cho dễ hành động. Để con nói cho con nghe nha, đây là nhà của cô, là nhà của thằng bạn thân trên tình bạn dưới tình yêu của con đó con. Bộ con bị điên hả? Ừ ha, con quên nữa. Thủ phạm chính là cô. Bà đã bị bắt vì tội giết người. Thủ phạm không ai khác chính là anh. Bắt hắn lại đưa về thẩm vấn. Sự thật chỉ có một, kẻ sát nhân chính là hắn. Báo cáo, tôi đã bắt được tên đầu sỏ, đã hạ được hung thủ, thành công cứu được con tin. Chính là bà ta. Ông ta là chủ mưu. Chỉ trong vòng 1 năm sau khi hai người đến nhậm chức ở sở cảnh sát, bà đã phá được rất nhiều vụ án quan trọng. Đúng là trâu bò thật. Đều là công sức của cả đội, chúng tôi chỉ góp chút tài mộ mà thôi. Đúng vậy, đều là công sức của tất cả mọi người mà. Chúc mừng hai người nha. Một người thì lên chức đội trưởng đội đặc nhiệm, một người thì lên chức đội trưởng đội trọng án. Ghen tị với lão đại thật đấy. Vậy thì các cậu cố gắng bắt được tên cầm đầu trong vụ án tới đi. Nếu mà làm được thì tôi đã lên chức đội trưởng từ lâu rồi, còn chờ tới lão đại như anh đến làm gì chứ. Được rồi, hôm nay tôi mời mọi người đi ăn, coi như anh mừng chúng tôi thăng chức. Với lại tuần sau hai bọn tôi nghỉ phép, nên mọi người ở lại hỗ trợ giúp nhé. Được thôi. Hay là tụi mình về thành phố đi em. Về cái gì mà về? Chưa tìm được anh Bi mà về cho tụi nó cười thúi mũi hay gì? Anh nói thiệt với em luôn á, có khi anh với em chết trước khi thấy quanh Bi nữa đó. Từ bữa tới giờ, hôm thì gặp thủy quái, hôm thì gặp hải quân, mai mà mạng lớn còn thoát được, mai mốt gặp cướp biển thì dễ gì thoát được. Em với anh cũng là cướp biển cơ mà, sợ gì hải tặc? Gặp chúng nó thì tụi mình cướp lại. Em nhìn đi, tàu của mình. À không, xuồng của chúng ta bé tí thế này. Tụi nó địch một cái ha, là dăng 80 km quá. Thôi, đã quyết tâm đi rồi, giờ về ai coi ra gì. Anh bảo anh sẽ trở về một cách thật là hào nhoáng cơ mà. Hào nhoáng của mẹ gì nữa, ông đây cóc cần, nhục cũng được. Đi về đi em, anh sợ đã hay trình lắm rồi. Về thì cũng phải có lý do mới về được chứ. Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng, ngò tên bông dưng thấy quen quen. Đúng là trời giúp ta rồi, có cớ đi về rồi, về ăn đám cưới thôi em. Cái này là vì tình nghĩa bạn bè nên em mới quay thuyền em đi về, chứ không phải là vì em nản em sợ nên em mới đi về đâu nha.